Quanh hãy thoát đi đi. Thoát đi đâu? Tội tình gì mà tôi phải sợ chứ? Bà Quanh sẽ trở lại đó. Tôi cần chờ xem thiên hạ còn diễn trò gì cho biết à. Quanh nói ai? Anh với ai? Bộ anh tưởng tôi không biết những gì vụng trộm giữa anh với chị Đào sao? Mới bậy đi. Cô Quanh, bộ tâm trí cô bất bình thường rồi hay sao vậy? Ừ, vì Quanh quá khổ nên Quanh nói cơn điên. Nhưng anh thì vô tình biết bao, không hiểu ai đã làm cho Quanh suốt đâu. Quanh à, chắc ba của cô tật xưa chưa có bỏ được. Không, chuyện ba Quanh tặng tiểu nọ kia chỉ làm cho Quanh buồn đôi chút mà thôi, chứ chưa đến nỗi khổ đâu. Mà người làm tôi khổ là anh. Trời đất ơi, sao Quanh lại nói như vậy? Thật tình tôi chưa hiểu được gì. Tại anh giả đò không biết đó tôi. Trời đất ơi, người ta bảo là anh em họ, mà sao hai người lại to nhỏ nhỏ to, căng chức bên nhau như thế vợ chồng? Không phải đâu, tôi và Đào là bà con thật mà. Cô Quanh ơi, cô đừng có hiểu lầm, đó là mưu kế của tôi mà. Mưu kế gì? Anh nói thử cho tôi nghe coi. Tôi đã hứa giúp cô thì tôi phải giữ lời. Tôi biết giờ giấc của ba của cô tới đây, nên tôi với Đào định đóng kịch, cố làm cho ba cô ghen tức. Chừng đó không ai gian lên cầu khẩn, ông cũng tự ý quay về mà lo xây dựng hạnh phúc với gia đình. Cô Quanh hiểu chưa? Thiệt không? Nhưng không may cho tôi với Đào, ông chưa tới mà cô đến trước làm hỏng cả kế hoạch của chúng tôi à. Thiệt như vậy hả anh Phong? Thiệt chứ. Trời ơi, vậy mà em lại nghi quan cho anh rồi. Thôi được, để tạ tội hồ đồ của em, ngay bây giờ em sẽ đưa anh đến một nhà hàng sang nhất ở thành phố. Nơi đó mặc tình anh ăn với uống nha. Đi anh. Tôi không, tôi không đi đâu. Coi kìa, anh mà không đi hả, em giận. Thành, cái gì vậy? Mày đứng một chỗ của mày đi vòng vòng mà tao chóng mặt quá trời à. Tao khổ với mày quá à. Mày có thể giúp tao được hay không? Mày trả lời cho tao biết để tao liệu coi. Mày cứ đưa rắc rối tới cho tao hoài à. Làm cho tao thiếu nợ mày kiếp nào đời nào vậy? Mày nói là nàng nào? Có phải là cô Quanh không? Tầm bậy hoài. Nếu cô Quanh có thai á, thì tao không khỏi bị ra tòa. Nè, tao thanh minh lần chót để cho mày đừng có hiểu lầm tao nha. Đừng có nghi quan cho tao nha. Tao với cô Quanh không có cái gì hết á, chỉ là bạn thôi. Nếu như bà này không có thai nghén thì đâu có gì bận tâm rối trí cho tao. Nhưng mà bà nào? Mày biết Đào mà. Biết. Ủa? Nhưng mà tại sao mày không đem Đào lại nhà mày ở mà mày gửi cho tao là sao? Mày hỏi câu đó tức là mày không thông cảm cho tao chút nào hết trơn á. Đem con báo về nhà cho bà già bà chửi tắt bếp hay sao? Kiểm điểm lại trong số mẹ bạn, tao nhận thấy ngoài mày ra không còn ai để cậy nhờ. Chết tao Thanh à. Một lần nữa tao năn nỉ mày mà Thanh, chỉ cần một thời gian cũng được cho tao gửi gắm cô Đào. Khi nào thương thuyết được với gia đình tao, tới chừng đó tao sẽ đem cô Đào đi về ở với mày, tao yên tâm vững bụng. Nè, tiền nhà hàng tháng tao bằng lòng trả hết cho mày. Trời ơi, tao đâu có thể cho mướn nhà. Bà nghĩ mày tính chuyện trả thay, có thêm một vài người không có gì lo ngại. Tiền nhà cũng vậy mà thôi, với mày thì tao rất sẵn lòng. Nhưng mà rất kẹt mày ơi. Kẹt cái gì? Bà chủ nhà không cho hả? Không phải, phần trên gác là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tao. Mà tao muốn cho ai ở cũng được hết trơn rồi. Miễn là tiền nước tiền điện trả đủ rồi thôi à. Vậy chứ mày kẹt cái gì? Con bích bồ tao. Sao? Trời ơi, khổ lắm. Nó tới cái chỗ của tao ở mà lại gặp cô Đào hả? Mà cô Đào lại có chữa nữa. Thì mày cứ tưởng tượng đi, làm sao tao tránh khỏi cái vụ lâu thôi này. Hai bà có chuyện hiểu lầm nhau là cái tao chết chứ còn cái gì. Bộ mày sợ bích ghen hả? Một ngày... Ông chủ. Dạ chào thầy. Dạ tại nãy giờ vì quá mừng con nên tôi có hơi thất lễ với ông chủ và thầy. Đừng buồn nha. Dạ không có chi, không có chi mà. Ông anh ai nay chi phải không? Đi đường mệt mỏi ông anh cứ tự nhiên nằm nghỉ đi phải không? Dạ hồi nãy con có chào bác. Cậu sợ bị lộ tẩy mà phải không? Ông cũng vậy chứ có hơn ai. Tôi đâu có sợ ai đâu mà tái xanh mặt mày. Chỉ có cái mặt của ông như chàm đổ. Chú cháu xa nhau lâu, phải quên nhau có gì đâu mà ông thắc mắc. Tại sao ông tỏ ra nghi ngờ tôi hoài vậy? Ông muốn tôi cho chú tôi biết hết sự thật không? Nè, nè, nè,
đừng ham dọa má không. Tôi đã quyết chứ không còn nghi ngờ gì nữa đó. Tôi sẽ tự giới thiệu cho cha vợ biết tôi là gì của Đào. Có gan thì tự giới thiệu liền đi. À, cậu khách tôi phải không? Ờ, khách đó. Làm gì dám? Làm gì không dám? Con rể ra mắt cha vợ là lẽ thường. Cậu ngồi đó chơi nha, bình tĩnh coi diễn biến nha. Dạ, kính mời ba. Hả? Ông mới vừa nói cái gì? Dạ, kính mời ba hút thuốc. Vậy hả, ba số 5, bảo đảm, made in London. Ủa, trước khi tôi lên đây tôi thăm con Đào, tôi nhớ tôi có làm vệ sinh hai cái lỗ tai rồi. Mà sao bây giờ nó nghe lãng quảng vậy kìa? Ờ, ba tôi không có hút thuốc đó. Sao em biết ba không hút? Dạ, mời ba nhận thủ tục đầu tiên. À? Thuốc thơm đầu lọc. Dạ. À, trời 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 trời. Bộ kêu thiệt vậy đó hả? Dạ thiệt ba. Tội nghiệp tôi mà. Tụi tôi với ông có lẽ sắp xỉ nhau. Mà ông kêu bằng ba giảm kỹ tôi hết ông chủ ơi. À, xin ông chủ đừng có xưng hô như vậy nha. Nhào. Cái gì nhào? Nhào nào tôi đứng với nhào rồi nào. Dạ thôi. Cảm ơn ông chủ. Ai che tôi quê tôi chịu. Chứ tôi không có hút được cái thuốc này. Nó lạc lạc. Nó the cái lưỡi kỳ lắm. Đây à. Tôi chỉ quen cái thứ này, rẻ tiền mà ngon khói nữa. Việt Nam giặt chứ không có lai nha. Nhào cái nữa. Thưa ông chủ, ông chủ ngồi xuống uống nước đi ông chủ. Đào. Dạ. Trả lời cho thật. Dạ. Ông này là ai vậy hả? Dạ dạ, ông Mùi. Ông Mùi hả? Dạ. Tại sao ông kêu ta bằng ba, rồi kêu mày bằng em nghe ngọt xớt vậy hả? Dạ thưa ba. Tao biết rồi. Dạ. Không phải thưa gỡ gì hết. Đào. Dạ. Khoan, chào tao. À đây. Coi cái chỗ này cũng được. Cúi xuống. Yeah. Tao biểu cúi xuống. Tao biểu mày cúi xuống cho tao đó giờ. Mày đi tìm cái gì vậy hả? Dạ. Dạ con đi tìm chỗ nằm. À đâu ơi. Xa quê nhà lâu rồi. Nó bây giờ tiến bộ quá ha. Bị đòn mà còn tìm chỗ nằm nữa. Nằm ở đây. Trước mặt tao nè. Nằm xuống, đè lên. Dạ, con nằm rồi. Khoan khoan ba. Vậy đây. Ba ơi, con xin ba đừng đánh Đào của con. Đã. Nếu con muốn đánh, ba đánh con nè. À, đánh con hả con? Dễ thôi. Cái điều này muốn học theo người xưa. Sống đồng tình đồng sàng, chết đồng quan đồng quách, phải không? À, được. Muốn thì tôi chịu. Tôi chịu. Ở trên tôi rồi, trời ơi. Con nói chơi mà ba đánh thiệt hả ba? Ông nói chơi thì tôi cũng đánh chơi chứ có gì đâu mà đánh thiệt. Trời ơi, đánh chơi mà đau, thấy 7-8 ông trời. Quá đã, quá đã. Từ tuổi đó mà còn bị đòn. Làm gì cười? Tôi chịu đòn thế cho vợ tôi làm gì cậu cười? Mời ông lại đằng kia ngồi. Ông để tôi dạy con tôi. Đi. Đánh như đánh con không đẻ, ai chịu đời cho tao. Trời ơi, đau làm sao ngồi được trời ơi. Đau. Dạ. Tao đã khuyên lớn mày làm sao mà bây giờ sự thế như vậy còn đâu lời nói của tao. Tao luôn nhủ khuyên nói ngon cũng chịu cũng dần học đòi theo ai làm cho con gái hư thần. Nay tao phải đánh ra mày để cho chừa cái thằng kẹo cao này ra điều tác đợi ngày này. Ôi da tí ơi chết cô chết phải chịu cho đừng kêu than. Ba ơi ba ơi tình ba nơi tai tội nghiệp cho Đào của con. Cớ sao người gọi bằng ba người ta dù ba hay chú cũng không quan hệ gì ông. Trời ơi người ta đang bền xương à hai ông cứ la hết quá. Thôi cúi xuống liền tao đánh dài rồi. Cúi xuống. Tía. Cúi. À dạ cúi. Đào. Dạ. Mày coi lời nói của tao như nước đổ lá môn phải không? Dạ không. Hồi mày ở nhà cũ tao lên xuống hết lời khuyên mày ngày đêm hết dịu ngọt dỗ dành tới sẵn đắng hăm dọa. Tao hâm từ hâm bỏ mày. Mày hứa sẽ tránh xa. Tránh xa đâu tao không thấy. Mà tao thấy mày sắp lại gần. Đang ở chánh thức rồi. Nó mới mua cái nhà này mấy chục cây đó phải không? Hả? Dạ. Như vậy vậy? Không giật không hả? Trời ơi con đánh con. Con mà làm gì ông đứng ông la. Chắc tại đồng giao cách cảm. Tía ơi tía. Con xin tía tía ơi. Đừng có xin xỏ gì hết mày. Tao phải đánh cho mày chưa. Đủ ba rồi rồi đó. Đứng dậy đây. Đó vừa bụng mấy người chưa xứng đâu vừa lứa quá. Chồng già vợ trẻ là tiên. Nè nè nè. Cậu mà được phép xía vô chuyện riêng của gia đình người ta
Chuyện cha con chồng vợ có lúc cũng phải xào xáo lục đục chứ. Có lúc cũng phải biển động ba đào chứ. Có lúc cũng phải bão tố không ba chứ. Có lúc cũng phải cơm không lành canh không ngọt chứ. Cậu là người ngoài cuộc, đáng lẽ cậu phải tỏ ra một chút lịch sự chứ. Cậu nên ra về để cho tôi. Người phải bước ra cửa chính là ông đó, chứ không phải thầy kia. Ông nên về đi. Sao ba lại đuổi con? Nhà này là nhà của con mua cho em đào mà. Nếu đây là nhà của ông thì tôi sẽ trói đầu con gái tôi, đem nó về dưới mà trừng trị đó. Tôi đã gả con gái của tôi cho ông đâu mà ông kêu bằng ba hả? Còn xứng con với tôi? Cho ông biết, khi mà tôi hết dằn nóng giận được nữa thì chắc tôi không khỏi ở tù. Trong hai người, con gái tôi với ông, tôi phải có giết một người, rồi sau đó ra sao thì ra. Gần xuống lỗ rồi mà còn lấy vợ non đáng con đáng cháu. Không biết cái miệng lưỡi nào mà kêu ba ba xưng con, không biết ngượng. Trời ơi anh Phong, tía tôi đang giận mà anh còn tưới thêm dầu nữa. Mấy người hãy đi khỏi chỗ này, đi hết đi. Em ơi, em hãy nói gì với ba đi, rồi tôi năn nỉ lại lục ba sao. Tôi lại ông mà, ông còn đứng đây lại nhảy nữa, ông bầm tôi ra đó. Về thì được rồi, nhưng còn chuyện. Chuyện gì nữa? Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời đất ơi trời. Thì em ơi, vừa biết đam mê tình yêu tràn. Trời ơi, thôi đánh đi. Còn đoạn nữa hả? Trời ơi, ông có biết tía tôi là thầy võ khét tiếng ở Mộc Hóa đó. Đứng đây một hồi, ông nổi nóng ông đánh chải không có kịp bây giờ. Trời ơi, thấy ông để làm râu tội sể là biết ở Mộc Hóa rồi. Anh về nha. Dạ thưa. Bắt đầu tôi nóng giận. Đừng hạ thủ ba ơi. Con về ba ơi, con về. Tía, tía đừng có giận con tội nghiệp mà tía. Tao về. Tía nghe con kể đó. Tao về. Tự hậu tao không đặt chân lên đây nữa. Tía, xe đâu giờ này mà tía ra về? Dù tía có giận con thêm mấy đi nữa, tía cũng phải chờ sáng nha tía. Không, một phút tao cũng không ngồi lại đây được nữa. Tao trở lại bến xe tao ngủ cũng được. Từ nay đó, mày không được về nhà. Mày biết xứ luôn nha. Tao tía, kể như mày chết ngay trong lúc lọt lòng mẹ vậy. Chừng nào tao chết, có ai cho mày hay tin mày cũng đừng để tan, để chế gì hết chết chưa. Mày mà về bịt căng tan lên đầu á thì hôm bức léo à. Tao nói trước cho mày biết vậy đó. Tao về. Tía ơi, tía. Anh Phong ơi, anh coi nhà giùm em. Em phải chạy theo năng nỉ tía em mới được. Tía ơi, tía. Trời đất ơi, hú hồn hú vía. Nhờ ông giận bỏ ra về mà mình thoát nạn. Nếu còn ở đây, ổng xoay qua mình, ổng phỏng vấn đủ điều, chắc là khó sống với ổng quá. Hu hồn. Dạ thưa cô, cô muốn tìm Đào hả? Phải, tôi cần gặp chị ấy. Dạ thưa, Đào đi vắng, mời cô ngồi đợi một chút. Xin lỗi, hình như ông không phải là người trong nhà này. Dạ không, tôi là bạn thân của Đào. Tôi đang đợi Đào. Ông là bạn thân của Đào? Dạ. Bạn gì? Bạn đồng hương hay bạn đồng nghiệp? Tôi có thể hiểu chữ bạn bằng nghĩa nào khác hơn không? Dạ thưa, bạn cùng quê, bạn cùng làng. Dạ mời cô ngồi. Cảm ơn ông. Xin phép được hỏi anh một cách tò mò hơn ha. Dạ chi cô? Chẳng hay ông ở dưới quê lên hay là ở tại Sài Gòn? Dạ thưa, tôi ở tại đây. Tôi tự giới thiệu cho anh biết, tôi là Oanh, con gái của ông Mùi. Dạ. Chắc anh đã hiểu chuyện gian díu giữa ba tôi với chị Đào rồi chứ gì? Thưa không. Anh biết ba tôi không? Dạ không. Biết anh là người thân thích của gia chủ, cho nên tôi muốn... Chị, chuyện gì thưa cô? Tôi muốn bày tỏ tâm sự với anh, để rồi sau đó tôi nhờ anh làm ơn lo giúp. Mua khi không quên, khi mà có anh kề bên, tính toán khi gia đình tôi thoát cánh đau buồn này. Lời cô Oanh mới vừa văng qua, tôi vẫn đang còn lo, không yêu lại cô muốn cày
của cha đã phân bố cùng người ngoài cuộc thì quả là tôi quá ư dại dột. Nhưng vì tôi không thể làm ngơ để cho mẹ tôi phải đau khổ đêm ngày. Thiên hạ đã đồn gian nói rằng ba tôi gian thiêu giới dĩ đào. Khi chỉ vô làm nhân viên trong công ty mà ba tôi là chủ, nhờ có sắc hương mặn mà làm cho kẻ đắm người say. Trong đó có ba tôi đã chết mở chết mê. Ông từng tuyên bố với bạn bè chỉ đào là khu vợ bé. Nay gặp anh tôi thật tâm kêu cứu, xin anh giúp cho chuyện gây đổ một gia đình. Cô Oanh nói tôi đã hiểu được một đôi phần, nhưng cô Oanh muốn tôi giúp chuyện gì? Là người thân của chị Đào, anh khuyên giùm chị ấy hãy buông tha cho ba tôi. Dạ. Nếu anh khuyên chị ấy không được á, thì anh nên đóng vai người tình của chị Đào, để mai ra ba tôi thấy đó mà không đeo đuổi chị nữa. Dạ. À, nhà anh ở gần đây không? Dạ, dạ, cũng gần gần. Vậy thì tôi cùng đến nhà anh để mình bàn kỹ hơn. Vì ở đây á, rủi chị Đào về bất tử thì hư hết chuyện. Đi anh. À, nhưng mà tôi... Không có sao, anh cứ đi theo tôi. Xong việc rồi á, tôi sẽ đền cho anh rất là hậu, anh không có lỗ đâu. Đi anh. Trời đất quỷ thần ơi, sao có chuyện này vậy trời? Anh Phong á là người yêu của chị Đào, sao bây giờ lại cặp tay với cô Oanh? Cô có mùi vậy ta? Trời ơi, như vậy thì em hỏi anh đêm nay đi đâu. À, cô đứng đây cô chờ nha, tôi lên tôi mở cửa ha. Cửa trên gác đâu có đóng đâu mà phải mở. Anh lên nó thì Oanh theo luôn à, chứ bắt Oanh đứng ở dưới này một mình nữa Oanh không có chịu đâu. Ấy, nghe lời tôi đi, khi nào tôi gọi thì Oanh hãy lên ha, chờ một chút ha. Dạ. Thanh, cái gì vậy? Trời ơi, mày làm cái phỏng tay vậy? Đến chơi hả? Không đủ thời giờ để giải thích. Tao nói sao mày cứ giúp theo tao nghe không? Đừng có để bại lộ. Gì mà hết hả Khải vậy? Này nè mày cho ủi đi, ủi cho xong đi. Ủi. Oanh ơi, Oanh à. Dạ. Lên được rồi nè, lên đây. Dạ. Ê, mà bữa nay mày đến thăm tao có chuyện gì? Cứ dễ bí mật không có gì mày? Ừ, sáng giữ bí mật giùm cho tao, đừng có để cho bằng miếng nghe chưa. Mà cái chuyện gì? Nín đi. Oanh à, đây là Thanh, bạn đồng nghiệp của tôi, cũng vừa là bạn cùng mền cùng giường. Bạn tôi đó cô Oanh. Dạ, chào anh Thanh. Anh lấy làm hân hạnh được biết anh. Anh đang bận việc thì cứ tiếp tục cho xong đi. Anh đến chơi cho biết nhà rồi anh về liền à. Hai anh đừng có tất tả thêm anh như là khách nha. Ghế ngồi đâu hết rồi Thanh? Có đây. Thôi chết rồi, cái ghế bị rụng răng hết rồi. Cái thằng Thanh này tệ gì đâu á. Tao biểu mẹ nhà ráng đóng lại giùm, vẫn để nguyên à. Mời cô, mời anh ngồi. Ngồi tạm đây nha. Hai đứa tôi bừa bãi như ổ chuột vậy đó. Oanh đừng có cười nha. Oanh đâu có dám cười các anh. Oanh thường thấy những người con trai còn độc thân, ai ai cũng bừa bãi hết á. Chỉ vì không có người chăm sóc cho các anh nên mới bừa bãi như thế này thôi. Dạ phải á. Chứ trời sanh ra đàn bà con gái, không có nhiệm vụ gì khác hơn á là phải dọn dẹp những cái bừa bãi của các anh. Phải vậy không anh Phong? Dạ phải, cô lý luận đúng lắm. Chừng nào chúng tôi có vợ có con thì tự nhiên chung quanh được dáng khéo à. Cái thằng ông nội này bữa nay làm cái trò khỉ gì đây không biết nữa. Anh Phong à, hình như bạn của anh không có được vui á. Ôi có gì đâu, hắn vừa làm đám hỏi, sang năm làm đám cưới nên có vẻ lo lắng vậy thôi. À vậy à. Bên vợ bắt rễ, nó sẽ theo luôn bên vợ. Vợ giàu nên nó đâu có ở căn nhà tồi tàn như thế này được. Ê đừng có quảng cáo tầm bậy cái mày. Tao sắp cưới ai đâu mày nói vợ tao giàu, tao theo vợ. Có mày thì có, đừng có vui mất chuyện của tao, tao chưa vui mất chuyện của mày thôi nha mày. Ủa, bộ anh Phong cũng sắp cưới vợ hay sao? Chắc vợ của anh cũng là con gái nhà giàu.
đâu có. Thằng Thanh nó giỡn chơi đó. Ô vợ con gì còn nghèo lắm Quanh ơi. À với bố nè, Quanh ngồi nghỉ chân đi Quanh. Dạ anh cứ để cho Quanh tự nhiên, người nhà chớ phải khách khứa gì đâu. Đã đến đây thì cô toàn quyền đi đứng nằm ngồi, tùy tiện đừng ngại chi. Ờ bay phá nhà tao, tao không thèm nói nữa đâu. À ngồi 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 đi Quanh. Ủa cô chê ghế chỗ này không xứng đáng hả? À, anh đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho Quanh. Tại vì Quanh Quanh mặc vậy nè, nên Quanh không có ngồi bệt ở dưới gián được. Vậy hả? Chứ Quanh cũng muốn ngồi ở dưới gián lắm chứ. Ủa ghế bố của anh ngủ đây phải không? À... của anh hay là của anh Thanh vậy? Của tôi đó. À, Quanh cứ ngồi đi Quanh. Dạ. Tự nhiên quá ha. Ngồi một lượt hai người cho nó sập mẹ đó hết đi. Thôi Quanh không có ngồi đâu. Ủa sao vậy Quanh? Cái ghế bố cũng như cái giường ngủ của anh mà Quanh dãy lên Quanh ngồi á, coi như bất lịch sự vô duyên lắm. Ghế bố đó là một rồi đó nghe. Nằm thì không sao á, ngồi mới dồn sức nó nặng là đưa đi luôn bây giờ. Quanh à, Quanh cứ đứng hoài làm cho tôi ngại quá. Nhà của nó cũng như là nhà của tôi vậy mà cô đừng. Anh nói gì? Nhà của nó cũng như nhà của nhà của nó nào vậy anh? Ủa, nhà của tôi cũng như là nhà của nó. Tại có cô, tôi quýnh quán nên tôi nói lộn. Nhà của nó đâu có như cái chuồng heo vậy nè. Cái gì? Xin lỗi, xin lỗi. Ê, mày có ý định nói tao heo đó hả? Ê, Thanh ơi, có cái mùi khét khét nha Thanh. Có ai đốt cái gì mà tao nghe khét quá vậy Thanh? Tao có thấy cái gì đâu. Khét như là cái mùi cua nướng vậy phải không? Không phải, hình như là mùi tóc cháy á. Ôi chết rồi, cháy quần áo đây nè. Anh Thanh, anh Phong ơi. Ê, trời, chết mẹ rồi, tiêu cái quần mới mua của tao. Giật điện ngủ đây giùm tao nghe không? Nước lạnh đâu, nước lạnh đâu. Tưới lên, ông thôi nó bốc cháy hết bây giờ đây nè. Qua đây, qua đây. Đưa đây cho tao. Nè, nè. Trời đất ơi, cái gì mà đổ xuống bùng bên đầu cổ người ta vậy nè. Trời đất ơi, chết rồi. Mày đổ nước xuống cái nhà ông chủ nhà với ông la quay quải kìa. Nước gì á Thanh? Dạ, chú Tư ơi, con nước. Dạ, nước soda chú Tư. Dạ soda mới đổ xuống đó, xin lỗi chú Tư nha. Trên đầu tôi bà đổ mạng lớn lắm nha, đổ ô quế tôi hết đầu thai à. Dạ thằng Thanh đó ông chủ ơi, tôi không có gì hết nha ông chủ. Cái gì xấu là tao à, còn mày là tử tế lắm. Tao hỏi mày vậy chớ do ai mà quần mới của tao cháy như thế này đây. Thật xót dạ làm sao, mới nay cái quần chưa có xỏ chân vô, rồi nay cháy như vậy anh lùi vẻ chùi tay rồi. Ai biểu mà mày đang nguội mà mày không chịu coi chừng, cứ đứng đó mà nhìn trời như nhìn đất ra. Thôi mày, lỡ cháy thì thôi mày, cháy thì thôi à. Tại Quanh mà có chuyện không vui, anh Thanh đừng có buồn, đừng có giận Quanh nghe. Cô làm gì mà tôi giận, nếu cô không thấy thì nó cháy nhà còn đâu. Thanh ơi, chuyện đã lỡ rồi, mày cứ cằn nhằn hoài cũng vậy thôi mà mày. Quần áo ướt hết rồi, mai tao không có đồ mặc đi làm nữa. Cái mớ quần áo của người ta ủi để bên đây riêng một bên à, mày cũng tưới nước lên nữa, mày hại tao không à. Lát nữa tao ủ lại cho khô hết cho. Còn cái quần cháy tao chịu thường đó. Cảm ơn mày à, mày thường 10 cái tao không thèm nữa. Tao không có biểu mày thường cái tao mà tao chỉ xin mày đừng có đem tai họa tới cho tao thôi, tao lại mày. Quanh đến chơi lần đầu tiên mà không có vui chút nào hết á. Thôi Quanh xin phép hai anh Quanh về. Ờ Quanh, Quanh xin lỗi vì đã làm phiền các anh nhiều quá. Dạ không sao đâu, cô cứ tự nhiên ngồi chơi đi, cứ ngồi nói chuyện tâm tình với thằng Phong đi. Tôi ôm mớ quần áo ướt rồi đem bỏ tiệm giặt lại chứ đâu có để về mà ủi mặt được đâu. À, để tôi đưa Quanh đi xuống cầu thang nha. Coi bộ cái anh Thanh này á, anh không có ưa Quanh phải không anh? Không đâu, không đâu. Thật nó hay cấu kỉnh như vậy, nhưng nó tốt bụng lắm. Nó nóng ruột tại vì cái quần nó bị cháy chứ không phải giận cô đâu. Hôm nay có anh Thanh ở nhà, chuyện Quanh nhờ anh chưa có bàn tính được. Có lẽ chiều mai Quanh qua đây nữa đó. Hả? Qua đâu? Qua nhà anh nè. Chiều mai tôi không có ở nhà. Anh đi đâu mà không có nhà? Có người bạn mời dự tiệc. Nhưng mà thôi đừng qua đây nữa. Anh Phong à, có gì bí ẩn không mà anh không cho em qua đây vậy? Đâu có gì bí ẩn đâu, tại vì nhà không có chỗ ngồi, cô tới làm cho tôi lúng túng quá. Không có sao đâu. Thôi Quanh về, mai Quanh qua đó nha. Quanh về ha.
Ê, Thông, con nhỏ đó là gì của mày vậy? Bà thím cô gì tưởng tượng của mày phải không? Bậy mày! Chứ sao mày quýnh quán gì gà mắc đẻ vậy? Cho mày biết nha, tao sùng trong bụng nãy giờ lắm nha. Tao dán dằn đó, dằn xuống mà tao câm lặng nha. Ê, bộ cạn túi hay sao mà không dám mướn phòng ngủ mày? Tại sao không đưa nó vào khách sạn mà dẫn nó tới đây quấy nhiễu tao? Bậy nữa đó nghe. Bậy sao được? Trời ơi, tao hiểu thấu chim đen của mày hết mà. Sao? Mày sợ tốn tiền nên mày mới dắt nó vô đây để làm trò quỷ quay. Chưa làm ăn gì mà xui đã đến. Một cái quần còn mới nguyên xin giờ đây phải chịu làm lùi vẻ rồi. Nhưng tao nghĩ cho cùng còn rất may nhờ căn gác này trong trước trong sau. Nên mày không thể làm ăn gì được. Nếu xuống xé chắc nhà này lúc nãy cháy luôn. Mày nghĩ quan cho tao quá trời à. Dám quan là bạn bè mà. Mày không hiểu cho nhau. Thành ơi, 100% mày đã lầm. Cô ấy không phải là đào của tao. Mày nói chuyện nghe tức cười quá. Gì tức cười? Không lẽ tao cười nữa chứ. Mày bay bãi mày nói đó là không phải là người tình của mày. Mà nó lại bám sát theo mày. Nó bằng lòng theo mày đến một cái chỗ mà nó vẫn biết trước là cái chỗ sát sanh. Tao không thể tiết lộ cho mày biết được cái chuyện mà cô ấy nhờ cậy tao. Thành ra tao không còn biết nói sao cho mày hiểu nữa. Tao thề độc với mày là tao với anh không có cái gì gọi là tằng tiểu với nhau hết á. Dính líu cái vụ gì? Buôn lậu hả? Hết chuyện nói chơi rồi hả mày? Ở tù quan mạng hay chưa? Tao biết mày bất bình cái chuyện vừa rồi. Thôi, cho tao xin lỗi đó. Tao không cần lỗi phải gì hết á. Tao chỉ muốn biết mày dắt con gái tới gác trọ của tao với mục đích gì. Tao lặp lại, hoàn toàn không có ý định gì đén tối. Mà đấy là ách giữa đàn tao mang vào cô. Tội nghiệp quá. Tuy biết là khổ nhưng không còn cách nào hơn để trút đi gánh nặng cho mình. Tình đó với tao là chỗ bạn bè thân thiết nên quanh nhờ tao làm nghiệp sĩ phá vòng dây. Tao hiểu rồi, cô ta muốn mày dùng ba tất lưỡi muốn công nói làm sao cô tình nhẫn muốn tha cho ông già thế gái phải không? Quanh đòi về nhà tao để tính điều phải trái đẹp quá nên tao phải đưa đến đi nơi. Mày vô duyên dễ sợ luôn. Có kẹt rồi thiếu gì chỗ mày không đưa đến. Tại sao mày đưa đến nhà tao? Vì với tao chỉ có mày là bạn thân nên tao mới dám ẩu như vậy chứ. Trời ơi trời, mày đưa nàng tới đây. Người nàng nghĩ đây là nhà của mày. Như vậy chết tao rồi. Vô tình mày đưa tao quan trái đến với tao rồi. Quan trái? Sao là quan trái? Trời ơi, mày còn hỏi nữa hả? Nàng tưởng đây là nhà của mày nên tự nhiên tìm đến. Nếu đụng phải bồ tao thì tai hại vô cùng. Cho tao mà. Trời ơi, đó mà nổi cơn ghen chắc tiêu chiếu tiêu mùng. Từ chừng đó miệng của mày đâu sao mày không bài giải? Thì mày cứ nói mạnh là quanh đất thì là của tao chứ gì đâu. Ê, tao nói mày đừng có buồn nha. Gì? Chứ con nhỏ đó tao chẳng mấy ưa. Chắc là con nhà giàu nên bỏ ra tiêu hạnh. Nếu không có nó thì tao đâu có trái. Nghĩ tới tao còn buồn cái tai nạn của người tao. Mày sao? Có cái quần mà mày cứ nhai ngãi với tao hoài. Với mày coi nè, có thê thảm, có thê lương không? Tại mày để cái bàn ủi trái chứ không phải tại ai hết trơn á. Mày làm như con trai mới lớn lên thấy con gái là kinh hồn khiếp vía. Không dám đâu. Tao không bước ra ngoài cho khỏi thế cảnh mà trái tay gai mắt cho không có sợ hết mày. Thôi, mày đừng có cằn nhằn nữa. Bây giờ nè, mày đi với tao tới tiệm may. Mày lựa may đúng như là hàng của mày đó. Tao trả tiền cho. Trời ơi. À mày thiệt không mày? Thiệt chứ sao không thiệt. Chẳng những đền quần mà tao bao mày một bữa cơm thịnh soạn nữa đó. Trời ơi, không ngờ thằng bạn tôi chịu chơi quá ta. Trời ơi, tao đang đói bụng nè, đi liền, đi liền. Đi lại. Mặt mày nghe ăn mặt mày xấu thế mẹ.